Tiếp nối dòng thông tin sự kiện sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên các kênh sóng của truyền hình Vĩnh Long. Chương trình sáng nay ngày 13 tháng 2 năm 2024, mùng 4 Tết Giáp Thìn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những hoạt động mừng năm mới của ngư dân cùng những thông tin nổi bật khác vừa được ghi nhận. Và như thường lệ thì mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nhiều người dân trở lại Hà Nội dù chưa hết kỳ nghỉ Tết, giao thông một số khu vực cửa ngõ ùn tắc. Số ca tai nạn giao thông trong 4 ngày Tết Giáp Thìn giảm mạnh so với Tết năm trước. Tăng cường quản lý bình ổn giá cả hàng hóa sau Tết. Người trẻ lưu giữ, trân trọng Tết qua những cách làm khác biệt, mới mẻ nhưng thiết thực và ý nghĩa. Tây Ninh chuẩn bị bắn pháo hoa trong đêm khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen diễn ra vào tối nay. Tưng bừng lễ ra quân nghề cá đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi, mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhưng hôm qua mùng 3 Tết thì nhiều người dân từ các tỉnh thành đã quay trở lại Hà Nội, khiến cho mật độ giao thông trên các tuyến đường chính dẫn về nội đô trở nên đông đúc, một số khu vực thì bị ùn tắc. Ghi nhận của Người đưa tin 24 giờ trong chiều ngày hôm qua. Từ 15 giờ, tại khu vực cửa ngõ phía nam thành phố Hà Nội, dòng xe nối dài khoảng 4 km, các phương tiện nhích từng chút một hướng vào nội đô. Ngay gần đó, tuyến quốc lộ 1 cũng có lượng phương tiện vào thành phố tăng cao. Nhiều người chia sẻ, dù chưa hết kỳ nghỉ Tết, nhưng trở lại thành phố để có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào ngày làm việc đầu tiên. Cũng có người muốn tránh cao điểm người dân trở lại thành phố nên đã tranh thủ đi sớm. Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ Tết tới ngày 14 tháng 2, tức là mùng 5 Tết, và trở lại làm việc từ ngày 15 tháng 2. Dự báo trong chiều nay và ngày mai, tình hình giao thông tại cửa ngõ các thành phố lớn sẽ tiếp tục căng thẳng do người dân quay trở lại đông hơn. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân đi lại trong dịp Tết cần phải chủ động lựa chọn lộ trình thời gian phù hợp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong chỉ đạo tăng cường kiểm soát giao thông dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đã lưu ý các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, có phương án không để bị động trong các tình huống bất ngờ, đặc biệt là các ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến trục chính ra vào thành phố. Theo đó, thì Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng khác, bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, trục đường chính, các khu vực giao thông phức tạp có nguy cơ ùn tắc cao. Có phương án tổ chức điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, không để phát sinh ùn tắc kéo dài, không để bị động trong các tình huống bất ngờ, nhất là các ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến trục chính, ra vào thành phố, trạm thu phí, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các bến xe khách, ga Sài Gòn. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm có lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Dự kiến là lượng người dân từ các nơi trở về thành phố Hồ Chí Minh sau những ngày về quê đón Tết và đi du lịch đầu xuân sẽ bắt đầu tăng từ ngày hôm nay mùng 4 Tết, cao điểm là các ngày 14, 15 tháng 2, tức là mùng 5, mùng 6 Tết. Những ngày sau đó áp lực giao thông vẫn còn rất lớn. Và cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông, trong báo cáo của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác đảm bảo y tế trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn cho thấy là so với Tết Quý Mão 2023, số ca tai nạn liên quan đến giao thông trong 4 ngày Tết Giáp Thìn giảm mạnh cả số khám, số nặng chuyển tuyến trên và số ca tử vong. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy là số ca khám cấp cứu nghỉ do tai nạn giao thông chiếm 6,6% tổng số ca khám cấp cứu. Và tính đến 12 giờ ngày mùng 2 Tết, các cơ sở y tế trên cả nước tiếp nhận 9.920 ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông, giảm 14,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão. Trong đó có 67 ca tử vong, giảm 17 ca, tương đương 20,2% so với Tết Quý Mão. Còn về tai nạn do pháo nổ, chất nổ, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2, tức là từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết, thì đã có 453 trường hợp khám cấp cứu, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão, không có ca tử vong. Có 55 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí vật liệu nổ tự chế, 24 trường hợp phải nhập viện điều trị. Trong khi đó, trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Bộ Tài chính cho biết, một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá trong quý I là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội cuối năm và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ sẽ chủ động phối hợp với các bộ ngành tăng cường quản lý điều hành giá, theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có những giải pháp ứng phó phù hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến, biến động giá cả thị trường trong nước để tham mưu chính sách, kịch bản điều hành giá phù hợp, linh hoạt kịp thời, nhất là với những hàng hóa dịch vụ thiết yếu có tác động lớn tới mặt bằng giá, trong các thời điểm có biến động giá như là lễ Tết, điều chỉnh chính sách tiền lương. Đối với các mặt hàng cụ thể, các bộ ngành địa phương chủ động dự báo và có phương án đảm bảo cân đối cung cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Những ngày đầu năm mới, huyện Đắk Min của tỉnh Đắk Nông thu hút nhiều du khách đến tham quan điểm du lịch sinh thái Đắk Ken. Nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ cùng không khí mát mẻ trong lành và quần thể cây rừng tự nhiên được bảo tồn hầu như là nguyên dạng. Điểm du lịch sinh thái Đắk Ken được triển khai từ tháng 2 năm 2022. Điểm du lịch có vị trí giao thông thuận lợi, mật độ cây rừng dày, chạy dọc theo con suối Đắk Ken hiền hòa với nhiều quần thể gỗ quý như cam xe, bằng lăng. Theo cảm nhận của mình, khu nơi đây không khí tự nhiên và có quang cảnh rất là đẹp. Rồi lần đầu tiên mình trải nghiệm ở đây, sau này mình sẽ giới thiệu các bạn bè để lên đây trải nghiệm. Tôi thấy rằng là cái điểm du lịch này rất là thú vị, cái cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, không khí rất là trong lành và chất lượng dịch vụ thì có thể nói rất là tốt. Để sẵn sàng vận hành điểm du lịch sinh thái, đơn vị đầu tư đã thành lập bộ phận đảm nhận nhiệm vụ khai thác, phát triển du lịch gắn với quản lý, bảo vệ rừng. Đầu tư hạ tầng trên cơ sở tận dụng những lợi thế sẵn có, hạn chế tác động vào hiện trạng rừng tự nhiên. Cùng với phát triển điểm du lịch sinh thái Đắk Ken, những năm qua, đơn vị đầu tư còn nghiên cứu nhân giống, trồng thử nghiệm nhiều loại sâm quý, đồng thời chăm sóc bảo vệ diện tích dược liệu tự nhiên trên lâm phần của đơn vị. Giữ tán rừng xanh mát, tìm hiểu về sự phát triển của những loại cây dược liệu là trải nghiệm vô cùng thú vị đối với du khách. Đây cũng được xem là cách giúp những người làm công việc giữ rừng tăng thu nhập, tạo động lực để họ gắn bó với nghề. Thưa quý vị, ngày nay thì Tết không chỉ là việc duy trì các nghi lễ văn hóa truyền thống mà còn là cơ hội để giới trẻ tiếp thu những điều mới mẻ, đồng thời thể hiện sự sáng tạo của mình để ngày Tết trở nên ý nghĩa hơn. Vâng ạ, vậy thì những người trẻ đã và đang làm gì để mà lưu giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của ngày Tết theo cách của riêng mình? Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề này qua phóng sự sau đây. Thời đại công nghệ phát triển đã tạo nên những thay đổi tích cực trong sự tiếp cận truyền thống ngày Tết của người trẻ, tiếp thêm những màu sắc và mang lại nhiều ý nghĩa hơn. Thông qua việc sử dụng nền tảng mạng xã hội, thế hệ trẻ liên tục cập nhật những hình ảnh, video về bữa cơm gia đình ngày Tết, những khoảnh khắc vui vẻ với bạn bè hay những nội dung hướng dẫn trang trí Tết, chia sẻ kế hoạch chơi Tết. Họ không chỉ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp mà còn kết nối và chia sẻ niềm vui ngày Tết với mọi người. Và để nhằm lưu giữ những kỷ niệm đó thì các bạn tổ chức quay chụp rất là công phu và thường chia sẻ những cái video đó để mạng xã hội. Thì những video đó là mình quay những cái hoạt động Tết nè, thì nhằm là mình sẽ lan tỏa cái không khí Tết rất là vui và sẽ lưu giữ lại cũng như chia sẻ lại những cái giá trị Tết mà mặc dù truyền thống mà cũng rất là hiện đại. Mình được xem những cái bộ phim của giới trẻ hiện nay làm về ngày Tết thì giúp mình nhớ về cái ngày Tết truyền thống của mình hồi nhỏ, thì mình thấy nó giúp mình là nhớ về gia đình mình vào những ngày Tết là sum vầy bên nhau và bữa cơm gia đình rất là ấm áp. Hiện nay thì theo tôi, người trẻ đang lưu giữ và đón nhận những ngày Tết theo một cách rất là mới, rất là sáng tạo và thể hiện được cái dấu ấn của tuổi trẻ. Và việc sử dụng những video ngắn để chia sẻ, lan tỏa những cái giá trị về Tết cổ truyền đến cộng đồng thì tôi nghĩ đây là một cái điều rất là tốt, và đó cũng là một cái hình thức để giúp cho chúng ta giữ gìn, phát huy những cái nét đẹp văn hóa của ngày Tết cổ truyền, và cái bên cạnh đó giúp cho người trẻ thêm hiểu và thêm yêu quý hơn cái Tết truyền thống của dân tộc. Những nét đẹp trong ngày Tết cổ truyền đã được người trẻ lưu giữ bằng những khoảnh khắc đáng nhớ, với những bộ ảnh đậm sắc xuân trong trang phục áo dài truyền thống, kết hợp với những phụ kiện và màu sắc tinh tế, biến hóa theo xu hướng hiện đại. Bên cạnh đó, còn có các video về không khí rộn ràng của những phiên chợ Tết ở các vùng miền ngày cuối năm. Cô cảm thấy rất vui khi các bạn trẻ đều là mặc áo dài truyền thống ra chụp hình với lại những người lớn tuổi. Tôi thấy đó là một văn hóa rất là đẹp, tuyệt vời. Cũng có thấy là gần đây rất là nhiều bạn trẻ dành những cái thời gian trước những ngày Tết hoặc là trong dịp Tết để đi du lịch, và họ sẽ tìm đến những vùng miền của đất nước chúng ta, ghi lại những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng địa phương chuẩn bị đón Tết như thế nào và những cái phong tục trong ngày Tết diễn ra sao ở địa phương đó. Và theo tôi thì đó đều là những hiệu ứng tích cực mà nó góp phần, thứ nhất là lan tỏa về cái giá trị Tết đến cộng đồng, và thứ hai là một phần sẽ quảng bá được cho cái văn hóa du lịch ở Việt Nam chúng ta. Bên cạnh việc gìn giữ những giá trị truyền thống, người trẻ đang không ngừng sáng tạo và trải nghiệm Tết theo cách riêng của mình. Chẳng hạn như tục lì xì đầu năm mới, không chỉ giới hạn là những bao lì xì theo mẫu mã truyền thống, mà người trẻ còn tự tay thiết kế những bao lì xì theo phong cách hiện đại. Kèm theo đó là những tấm thiệp với lời chúc năm mới gửi đến người thân và bạn bè. Ngày xưa thì người ta vẫn giữ cái bao lì xì là màu đỏ thôi, rất là đơn giản, nhưng mà nó vẫn có ý nghĩa. Thì hiện nay để sáng tạo và phát huy thêm, giới trẻ đã tự thiết kế qua việc như là vẽ, tự tay chính tay mình vẽ hoặc là hình 3D. Thì đối với người trẻ thì các bạn với cái nhiệt huyết tuổi trẻ, với cái sự nắm bắt nhanh nhạy về công nghệ thông tin vân vân, thì các bạn đã làm cho cái ngày Tết nó mang cái màu sắc mới hơn, hấp dẫn hơn và thú vị hơn. Và đó là cái cách riêng của người trẻ. Thông qua việc sử dụng công nghệ, mạng xã hội cộng với ý tưởng sáng tạo, người trẻ đã kết nối những người thân trong gia đình lại bên nhau. Với những người trẻ xa quê, họ có thể thông qua mạng xã hội để hỏi thăm nhau và chúc nhau những điều tốt đẹp trong năm mới. Thông qua nhiều hình thức khác nhau, người trẻ đang lưu giữ giá trị của Tết Việt theo cách riêng của mình, nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp truyền thống. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Tây Ninh chuẩn bị bắn pháo hoa trong đêm khai mạc hội xuân núi Bà Đen. Tưng bừng lễ ra quân nghề cá đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi. Lịch sử biên hòa Đồng Nai qua lời kể của Gốm. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được mệnh danh là thành phố ngàn hoa hay xứ sở sương mù, là một điểm đến lý tưởng để tận hưởng bầu không khí mát lạnh và tràn ngập hương hoa. Do đó mà không quá khó hiểu khi mà Đà Lạt luôn được nhiều người lựa chọn cho chuyến du xuân. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết là từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 2, tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn, có khoảng 153.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023. Chiếm phần lớn trong số khách đến Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán năm nay là khách nội địa, đạt 142.200 lượt. Trong số này, số khách lưu trú đạt hơn 114.000 lượt khách. Ghi nhận trong những ngày nghỉ Tết, lượng khách tăng nhiều so với ngày thường, tuy nhiên không đột biến, nên phần lớn các dịch vụ không gặp phải tình trạng bị quá tải. Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ vào những ngày đầu năm mới, du khách thập phương lại nô nức về Tây Ninh để tham dự hội xuân núi Bà Đen. Là lễ hội lớn nhất và được chờ đợi nhất trong năm của Tây Ninh, hội xuân núi Bà Đen sẽ khai mạc vào tối nay, mùng 4 Tết. Với chủ đề Hương sắc Tây Ninh, hội xuân núi Bà Đen chính thức khai mạc vào 18 giờ hôm nay cùng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật ngay tại quảng trường nhà ga cáp treo trên núi Bà Đen. Sau đêm khai mạc, nhiều tiết mục nghệ thuật sẽ được biểu diễn tại khu du lịch núi Bà Đen trong suốt tháng Giêng như là múa Khmer, múa trống hay dâm, hội diễn lân sư rồng, biểu diễn dân vũ, hoạt động trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật dân gian được kỳ vọng mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ trong những ngày đầu năm mới. Đặc biệt là dịp này cũng là thời điểm hoa tulip nở rộ, tô điểm cho khung cảnh trên đỉnh núi cao nhất Nam Bộ. Còn tại Quảng Ngãi, thưa quý vị, gắn bó với biển cả nên từ bao đời nay, người dân dùng cửa biển Sa Quỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ đón Tết cổ truyền với những nét văn hóa đặc trưng. Và năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày đầu năm mới đó thì ngư dân sẽ tổ chức lễ ra quân nghề cá. Đoàn thuyền nối nhau tiến ra cửa biển trong tiếng hò reo rộn ràng khí thế, với niềm tin về một mùa đánh bắt thuận lợi, bội thu trong năm mới. Như đã thành lệ từ bao đời nay của người dân cửa biển Sa Quỳnh, không ai bảo ai, cứ đến mùng 3 Tết, bà con ngư dân lại hồ hởi trang trí cờ hoa bóng bay cho tàu cá để tham gia vào ngày lễ quan trọng nhất trong năm, lễ ra quân nghề cá. Lấy ngày đầu tiên của xuất quân đi ra đánh bắt xa bờ, làm cá nhờ cá tôm đầy ghe là ngày được tốt của lệnh tục lệ của ngư dân hồi giờ. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt để tham dự lễ ra quân, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, tiếp tục vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền. Sau phần cúng tế là các tiết mục hát bả trạo, hát sắc bùa. Sau đó, 30 chiếc tàu cá được lựa chọn tham gia lễ ra quân, lần lượt nổ máy, vươn khơi. Tàu thuyền đi ra khơi rồi đi đến nơi gì đến chốn, rồi cá thuyền đầy khoang, rồi mùa bội thu, làm ăn no ấm. Phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi hiện có gần 10.000 ngư dân và hơn 1.200 phương tiện đánh bắt, trong đó có hơn một nửa là đánh bắt xa bờ. Ra quân đánh bắt hải sản đã trở thành lễ hội quan trọng trong đời sống của ngư dân vùng biển Sa Quỳnh trong ngày đầu năm mới, giúp cho bà con yên tâm vươn khơi bám biển, khai thác, đánh bắt được nhiều tôm cá. Khi mà nhắc đến vùng đất Đồng Nai Biên Hòa với 325 năm hình thành và phát triển thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà không nhắc đến đồ gốm mỹ nghệ Biên Hòa vừa đẹp và độc đáo. Như là lời giới thiệu trong câu ca dao, Đồng Nai có gốm Biên Hòa, đẹp bền duyên dáng, ai mà lãng quên. Nhưng có thể nói là gốm Biên Hòa đã gắn liền với quá trình khai khẩn và định hình vùng đất Biên Hòa Đồng Nai. Với gốm Biên Hòa thì ta có thể kể nên một câu chuyện về lịch sử văn hóa của vùng đất này, xuyên suốt từ thời mở cõi đến giai đoạn tiếp biến văn hóa phương Tây và cho đến thời kỳ hiện đại hóa ngày nay. Không có một cái thương hiệu gốm nào mà đi cùng với cái lịch sử văn hóa của cái địa phương bền chặt như là Minh Hòa. Và thêm nữa thì không ở đâu, không ở một cái địa phương nào khác mà câu chuyện của gốm có thể kể cái câu chuyện của lịch sử văn hóa một vùng đất. Ngày hôm nay thì cái công trình rất là nổi tiếng giống như một biểu tượng Biên Hòa là Văn Miếu Trấn Biên. Dù là rất là hiện đại thì những cái trang trí gốm nó vẫn rất truyền thống. Vậy tức là cái câu chuyện của gốm có thể kể cái câu chuyện của một vùng đất văn hiến và hào khí Đồng Nai. Gốm Biên Hòa có truyền thống lịch sử hơn 300 năm, lâu đời như lịch sử của chính vùng đất Biên Hòa. Nét đặc trưng của thương hiệu gốm nổi tiếng này chính là ở trang trí hoa văn dày đặc bao quanh sản phẩm bằng phương pháp vẽ chìm hoặc lấy nét chìm kết hợp với trộn thủng để tạo hoa văn. Sau đó tô men. Một sản phẩm gốm sau khi đã tạo thành hình sẽ được các họa sĩ phát họa hoa văn như thế này. Tranh gốm hả con? Nó rất là nhiều thứ. Như hoa văn thì nào là bốn mùa, nào là hình người thì nó nhiều đa dạng lắm, nào là chợ quê nè, nào là mình ba miền, rồi Hai Bà Trưng. Gốm phải có đam mê, khi mà đam mê rồi á, thì mình sẽ chú tâm vào cái gốm làm sao cho nó đẹp. Cho đến nay, gốm Biên Hòa là thương hiệu gốm Việt duy nhất được định danh trên thị trường quốc tế với chất liệu men đặc trưng men xanh đồng trổ bông. Cái giỏi của những người thợ chấm men là họ biết xen kẽ, chấm xen kẽ những cái màu nó không có gần nhau, nó cứ xa xa có màu, xa có màu. Khi nung ra nó có sản phẩm nhìn đầy màu sắc. Đấy, đó là phải có đạt những cái tiêu chuẩn rất cao và kỹ thuật rất kỹ ta mới làm được. Theo dòng lịch sử, gốm Biên Hòa được cho là kết quả tích hợp giữa truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây. Và hơn thế nữa là câu chuyện về hòa khí vùng đất Biên Hòa Đồng Nai qua lời kể của gốm. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLi trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.